Nguyễn Hồng xin được kính chào anh chị. Nguyễn Hồng giới thiệu với chị tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc chế tác bằng gỗ hương ta. Vâng, Nhất Long Vườn Ngọc, một chú rồng tuyệt đẹp, rất cân đối chị nhá. Người đục rồng rất là khó về cái thần thái và cái dáng người chị, nhưng tác phẩm này đạt được đến cái dáng thế rất đẹp trên một chú rồng được đục trên cái dáng thế của một cái gốc hương chị nhá. Trên một dáng thế ông hương, và còn cái điều quan trọng là cái điều đẹp của tác phẩm này là cái thần thái của chú rồng. Cái thần thái của chú rồng là thứ nhất, và những cái nét đục tỉ mỉ thứ hai, và quan trọng đó là cái hài hòa anh chị nhé, hài hòa về kích thước. Thì em thấy rất nhiều anh chị này chơi con mua được con rồng đấy, người đầu nó to, người nó nhỏ xíu ấy, trông nó hài hài giống như là bị đói ăn đấy. Còn nhiều anh chị mua con rồng mà nó đầu với người nó cũng cân đối nhau, nhưng mà người nó cứ nhỏ nhỏ xíu ấy, mà trông nó gầy, nó ốm, mà người nó cứ dài vàng vào đoàn ấy, trông cũng em thấy cũng hài hài. Nhưng mà đó là cái con khiếu thẩm mỹ của em thôi, cái khiếu thẩm mỹ của em nghĩ là vậy thôi, nhưng mà chưa chắc đã đúng rồi nha chị nhá. Tại vì cái nghệ thuật mà nghệ thuật chơi mỗi anh chị một cái khiếu thẩm mỹ khác nhau, và em cũng vậy. Nhưng mà tác phẩm này đối với em đây là một tác phẩm hàng đục kỹ, em thấy là rất đẹp, thần thái của chú rồng tuyệt vời luôn. Với những cái vảy này anh chị đấy, đây một tác phẩm làm kỹ như râu vảy răng, và những cái râu này, những cái vảy này đó, cái móng vuốt cái chân này rất làm rất đẹp anh chị nhá. Ngoài nó có đẹp, tác phẩm tuyệt vời. Và đây là những cái sóng, cái mây, cái sóng nước nó rất đẹp luôn, mềm mại này anh chị này, xoáy trông rất thật anh chị nhá. Đúng kiểu cái dáng là cái dáng nó mềm mại, nó cái chiều xoáy, cái chiều dáng cái mây nước rất đẹp anh chị nhá. Đây là viên ngọc này, viên ngọc Nhất Long Vườn Ngọc. Vâng, tác phẩm được chế tác trên chất liệu gỗ hương ta và gỗ hương gia lai, với cái màu rất sáng anh chị nhá. Đây là rất già đấy, màu rất sáng. Khi chơi tác phẩm cái màu đẹp thế này thì anh chị có chơi rất lâu mà không bao giờ bị sợ xuống màu. Và em sẽ quay một vòng quanh tác phẩm, sau đó em sẽ quay kỹ nữa hơn cho anh chị được thấy cái vẻ đẹp của tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc anh chị đây. Sau này dáng thế này, đây là mây anh chị nhá, đây là mây chân rồng, đây là mây này, đây là mây là rất đẹp anh chị nhá. Cái sắt ngỗ này, những cái vân này là thể hiện ngỗ rất già này, rất già, một chút lũa đây không ảnh hưởng gì đến tác phẩm, không ảnh hưởng gì đến tác phẩm. Cái lũa đây cái chất già cứng này không làm mà ảnh hưởng tác phẩm. Một tác phẩm với kích thước này cũng tầm trung vừa đó, là đã được tích hợp lên sẵn trên chiếc kỷ để cho anh chị chơi này. Xong mình sẽ nói kích thước của sản phẩm, tức là sản phẩm với chiều cao cho tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc với chiều cao là 65, chiều cao 65 tính kỷ, và chiều cao không tính kỷ cho tác phẩm là 50 chị nhớ, vậy kỷ cao 15 đấy, 65 chiều cao 65 không tính kỷ là 50, và chiều ngang cho tác phẩm là 85 đến 85 năm anh chị, rất đẹp. Chiều ngang của tác phẩm là 85, và chiều sâu của tác phẩm bây giờ là chiều sâu của tác phẩm là 40. Vâng, một tác phẩm rất tuyệt vời, Nhất Long Vườn Ngọc với chiều cao 65, chiều cao 65, ngang là 80, và chiều sâu tác phẩm là 40 chị nhá. Tuyệt vời, một chú rồng rất thần thái đẹp, dáng thế với cái dáng thế đúng theo cái dáng của gốc cây hương, hàng đục đẹp, những cái đám mây làm cũng mềm mại luôn, mặt thì thần thái quá rồi, những cái vây chạy đều tăm tắp được chặt rất đẹp, viên ngọc cũng được bo ok, một tác phẩm tuyệt vời. Anh chị nào mà chưa sở hữu một chú Nhất Long thì sẽ đây là cơ hội để sở hữu một chú Nhất Long với giá rất chi là mềm mại, em đảm bảo là giá mềm mại, chắc chắn là mềm mại rồi. Sau đây em sẽ rút camera ra, mình cứ để thích rút camera ra nó mới quay, nó mới được đẹp, nó mới được chi tiết cho anh chị thấy, nó gắn vào đây là đi nó vướng quẹt quá. Anh chị này, đó, sản phẩm với chiều cao là 60 em hay quên vừa đọc rồi cho thường luôn ạ. Ngang là cao là 65, ngang 80, và sâu tác phẩm là 40. Một Nhất Long Vườn Ngọc anh chị đây là thần thái, là nó thần thái rồng thì thế này, thần thái rất đẹp đấy. Những cái râu, cái râu này, những cái vảy rồng này, râu cái sừng này rất đẹp, thần thái dữ dằn rất đẹp đấy. Và đây là anh chị quay này, chân này, những cái mình, cái vảy, cái chân này đấy, sắc nét rồi. Và đây là viên ngọc đó, viên ngọc bo tròn đẹp, Nhất Long Vườn Ngọc
tác phẩm đã được đặt sẵn lên kỷ đây chị chơi nhé. Vâng, anh chị nào mà hữu duyên muốn giao lưu với em, muốn sở hữu mà chưa có một tác phẩm nhất năm còn học, muốn sở hữu một tác phẩm nhất năm còn học, đây đây là cơ hội cho chị sở hữu một tác phẩm rất rất đẹp và lại có cái giá em đảm bảo là rất bền luôn, bao ship cho chị luôn. Vâng, một thông tin chi tiết thì anh chị hãy liên hệ với Từ Gỗ Sử Nguyên Hồng, số điện thoại 0987 336 318. Và anh chị đừng quên nhấn đăng ký subscribe kênh YouTube của Từ Gỗ Sử Nguyên Hồng để xem những cái video mà em làm ra hàng ngày và cập nhật những thông tin về sản phẩm hàng ngày với em và anh chị. Sau khi nhấn đăng ký xong này, anh chị đã nhấn đăng ký rồi mà quên mà vẫn chưa nhấn cái biểu tượng chuông hai dấu vạch ấy, thì anh chị hãy nhấn biểu tượng chuông hai dấu vạch để được xem ngay, để được thông báo ngay khi em đăng một video bất kỳ nào đấy em đăng nên là sẽ có thông báo ngay để anh chị được xem. Nhiều anh chị xem video để mua hàng của em thì khi đã xem được video đấy thì được nửa ngày đấy thì là em đã bán được rồi. Nên là anh chị đấy muốn sở hữu tác phẩm này cứ kêu là chờ anh chị anh không có duyên với chú rồi, không có duyên với chú rồi, cứ sản phẩm nào anh quay cái để chú người bảo bán mất rồi đấy. Nên là anh chị là chưa nhấn cái biểu tượng mà cái chuông hay vạch đấy thì anh chị nhấn biểu tượng người chọn biểu tượng đó để xem những cái video được sớm hơn. Vâng, và xin được chào anh chị và hẹn gặp lại những tác phẩm tiếp theo.